Trên cuối cùng là Nguyễn Trung Hậu, 46 tuổi, đến từ Hà Nội. Công việc hiện tại là cán bộ ngân hàng, là người hoạt bát và năng động. Lý do tham gia chương trình là đã tìm ra quy luật của vòng cuối cùng. Hậu tôi xin gửi lời chào cô dì, chú bác, anh em, bạn bè. Hôm nay được đến game show Tiếng Việt mong ước làm vua một ngày. Nếu nhỡ có trả lời sai, nhờ anh Xuân Bắc nhắc bài cho em. Đó chính là Nguyễn Trung Hậu. Cái máy này nó nhạy thật đấy. Cứ ai biết quy luật nó mời chơi đầu tiên. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng ạ. Một tràng vỗ tay để 90 giây bắt đầu. Mời bạn. Loang nổ hay loang lổ? Thứ hai. Thứ hai đáp án chính xác. Xây sát hay là xoay sát? Thứ nhất. Thứ nhất chưa chính xác. Tiếp tục, chân ai sạch sẽ gót đỏ? Hồng hào. Hồng hào hoàn toàn đúng. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. H-T-O. Đây là một loại thuốc. Thuốc giúp cho tóc đen khỏe chắc. Bỏ qua. Hà thủ ô. Xin mời mọi người tiếp tục. Bơm gan tím mật. Chưa chính xác. Thay đi các bộ phận nội tạng. Bầm gan tím ruột. Đáp án chính xác, bầm gan tím ruột. Tiếp tục nào. Sắp xếp tâm từ. Thất. Tâm thất hoàn toàn đúng. Tiếp nào, đây là gì? Tiền đình. Tiền đình đáp án hoàn toàn chính xác. Hãy viết lại cho chính xác từ sau. Cung quăng. Tức là con bọ gậy đấy. Đáp án hoàn toàn đúng. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Con khỉ tuyệt đẹp, lông mịn và vàng, nó nằm sấp mình, hai tay cao trên viên đá như muốn tìm cách nhích lên, máu đỏ bết trên vai nó. Một. Một đáp án hoàn toàn đúng. Cố gắng lên nào, nữa đi. Lời đến xương. Đến đâu ạ? Lời ngọt lọt đến xương. Hoàn toàn đúng. Sắp xếp từ. Hết giờ. Tái mét. Tái mét liên quan đến máu trên mặt mà. Cái vị thuốc vừa rồi tôi gợi ý mà làm cho tóc đen ở dưới biết hết. Có người còn biết luôn đấy gọi là bồ kết cơ mà. Bạn Nguyễn Trung Hậu dành cho mình 8 điểm. Xin chúc mừng. Chưa? 60 giây bắt đầu, mời bạn. Có hai từ ý nghĩa của một loại thực vật hay ăn khi luộc lên nước có màu đỏ. Có hai từ. Xin mời. Rau dền. Rau dền đáp án chính xác. Anh Đặng Nga, tức là mình nhấn chuông chậm hay là chậm, gió? Chậm, khả năng chậm. Vâng ạ. Bởi vì bàn kế có thể là 1/1000 giấy đấy. Rau dền, mỗi bạn cộng cho mình 4 điểm. Xin chúc mừng. Chúc mừng bạn, rất oách đấy. Mời người tiếp theo. Em bây giờ đang có 7 điểm nhé. Dạ. Tìm từ này. Mời bạn. Đây cũng là một từ lấy, thể hiện cái sự chờ đợi. Ví dụ như phải chờ đợi làm cái gì thì người ta cứ mong mỏi. Từ lấy. Chưa chính xác. Vò võ. Từ lấy có 4 chữ. Mỗi từ có 4 chữ. Thể hiện sự chờ đợi. Mà chờ đợi để mong muốn đạt được điều gì đó ở một người thì tức là mình đang muốn nhờ vả chẳng hạn, đúng không? Cái từ thứ hai là từ chỉ một con vật, cái gì đấy chàng. Một con vật. Dòng dã. Nói là chữ, tiếp bốn đó chữ. Nói bốn nhanh chữ. Rồi. Con gì đấy chàng. Màu xanh mà cùng họ cào cào. Đấy là từ thứ hai. Châu chấu à? Vẫn còn 8 giây, còn 8 giây. Thay đổi dấu. Trong trong. Con trong trong thì con kinh khủng đấy. Mà tôi chưa biết con đấy. Con đấy kinh khủng. Trong
con trong bốn chữ thôi ạ. Bốn chữ. Cái từ thứ hai là bốn chữ mà. Từ thứ hai là tên của con đấy, còn từ thứ hai hết thời gian bốn giây rồi. Vâng. Tôi đùa thì căng thẳng thì thôi. Này cái con trong trong là cái con đấy nó như nào? Tức là mong chờ đấy, trong trong thì ý em. Ở đây là đang tả là cái con gì mà cùng họ với châu chấu. Này tôi hỏi bạn cái con mà bạn đang muốn nói là con gì? Chậu chàng. Ui giời ơi. Chậu. Con chậu chàng ở quê anh là nó cùng họ với con ếch. À thì ạ. Con nhái. Có đúng không? Quê bạn thế nào? Đúng cũng thế anh ạ. Ở quê thế à. Mà kỳ thực cái con chậu chàng đấy cũng không liên quan gì đến cái từ chúng tôi đưa ra. Của tôi là chầu trực. Chầu trực. Nhưng mà giải thích thì hơi khó. Không sao, cũng giải thôi, thích thôi, mà đây là giải nghĩa mà. Đúng rồi, giải nghĩa là tôi tin. Ai tư duy thế nào giải nghĩa không sao đâu em ạ. Em cứ bình tĩnh, em cứ thế mà phát huy cho anh. Chả vấn đề gì cả, không gì căng thẳng nhá. Vòng sâu chuỗi câu đầu tiên, xin mời. Áo cờ màu loang trên. Màu cờ loang trên áo. Màu cờ loang trên áo, đáp án chính xác. Đây là lời trong bài hát Áo mùa đông, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Câu tiếp theo, vòng sâu chuỗi. Mười mãi mãi, 2 tuổi. Mãi mãi tuổi 20. Đáp án hoàn toàn đúng. Mãi mãi tuổi 20. Xin mời các bạn, vòng sâu chuỗi tiếp theo. Tìm thế máu rồi về chở. Thế rồi máu trở về tim. Thế rồi máu trở về tim, đáp án chính xác. Mời các bạn, vòng sâu chuỗi, đừng căng thẳng quá, đơn giản thôi, thở phào đi cái nào. Xin mời, đây này. Mời bạn, mầm bận hạt. Hạt cây đang bận nảy mầm. Hạt cây đang bận nảy mầm, đã bán chính xác. Chúng ta có thể thấy, giữ nguyên cái hình này thì thấy bạn trung hậu không khác gì chuẩn bị làm điều gì đó như này mà. Ông như này cơ mà, thấy chưa, từ đấy mà. Đấy, thấy chưa? Đây mới là dáng con chậu chàng này. Đây mới là dáng này. Ông cứ thoải mái lên, sao ấy cứ... Vâng, tập trung nhìn nó rõ anh ạ. Thì bây giờ đang nói chuyện, được gì mà cứ thế này, còn lâu tôi mới đọc đề, không khổ. Cứ thoải mái bắt tay nhau cái. Ừ. Sao, cứ bình tĩnh thôi, được chưa? Mình làm nghề chính là nghề công việc của... về ngân hàng. Vâng, em làm ngân hàng nhưng mà em không làm nghiệp vụ mà em làm hoạt động đoàn thể. À, hoạt động đoàn thể. Tổ chức công đoàn. Cái đấy quan trọng lắm đấy. Ừ, quan trọng. Mình chuẩn bị nhá. Vâng. Được rồi. Được rồi. Hậu ơi. Hậu ơi, cứ bình tĩnh đi Hậu ơi. Ông đang lên dốc anh ạ. Ừ, được rồi. Rồi. Dừng lại nó tuột. lau cái kính đi. Lau cái kính đi cái. À, ừ đúng rồi. Ừ. Chuẩn bị. Câu tiếp theo, xin mời. Môi hồng của em là đôi đốm lửa. Đôi môi em là đốm lửa hồng. Đôi môi em là đốm lửa hồng. Trích lời bài hát Du đời đi nhé của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đúng rồi. Đúng. À vâng. Xin mời các bạn đến với câu tiếp theo. Bắt đầu. Mời bạn, biển tràn dưới hồn cờ nhỏ như, không dễ câu này. Dưới biển tràn. Chưa chính xác. Mời bạn, bạn Ly. Mời các bạn, phải nhấn chuông nhá. Dưới cờ hồn tràn như biển. Thiếu tư. Mời bạn. Dưới cờ biển hồn tràn. Mời bạn. Dưới cờ nhỏ hồn tràn như biển. Chưa chính xác. Đầu tiên đúng rồi. Đầu tiên dưới sau phải chỉ hai nhỏ, từ. Biển tràn như hồn tràn như biển. Không phải. Dưới cờ nhỏ biển tràn như hồn. Mời bạn. Dưới cờ nhỏ hồn như biển tràn. Hết giờ. Dưới cờ hồn nhỏ tràn như biển. Hồn nhỏ.
Dưới cờ. Dưới cờ hồn nhỏ tràn như biển. Câu này khó. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị là bộ phận trợ lý là mang lên đây cho chúng tôi ít keo dán đau lưng. Nào, sâu chuỗi tiếp tục, xin mời các bạn. Mời bạn xương thịt rồi đây bằng em bằng. Em bằng xương bằng thịt đây rồi. Em bằng xương bằng thịt đây rồi, đáp án chính xác. Mời bạn câu tiếp theo, xin mời. Dân tôi của tôi với nhân cùng thịt xương. Tôi với nhân dân của tôi cùng xương thịt. Chưa chính xác. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi. Đáp án chính xác. Câu này chính xác. Đây là lời thơ trong bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Xin mời các bạn tiếp tục. Lại một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Sao bạn biết câu này? Câu này không, em đi hiến máu suốt anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Một giọt máu cho đi một cuộc đời lại. Bạn có tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo không? Dạ em thì muốn tham gia lắm nhưng mà chưa đủ cân ạ. Không đủ cân. Không đủ thể lực sức khỏe. Tôi phải xin thưa thế này, nó có một vấn đề một chút là tôi đã biết là Hậu đã chiến thắng rồi nhưng mà mình cứ chơi cho nó tưng bừng. Bây giờ mới biết à. 6-2, thưa quý vị. Sáu hai là số điểm khi mà chúng ta kết thúc vòng 3. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 4. Một người phát hiện ra quy luật, đó chính là bạn Hậu. Bạn sẽ vào vòng 4 và tôi phải chia tay bạn Khánh Ly. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rất bình tĩnh, tự tin, mặc dù đối thủ của mình rất ghê gớm. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe. Vâng, cảm ơn. Thành công và đủ cân để hiến máu. Chính là B, D, G, N, O. Hãy tìm 5 từ đơn từ những chữ cái chúng tôi vừa cho. Thời gian của bạn bắt đầu. Hết giờ. Bạn ghi được bao nhiêu từ? 12. 12 từ. Mời bạn đọc từng từ nhá. Bắt đầu. Bồ. Đồng ý. Tôi đồng ý. Bố. Đồng ý. Đồng ý. Bồ. Đồng ý. Bổ. Đồng ý. Đồng ý. Bộ. Đồng ý. Đúng là có phương pháp đấy. Và bây giờ chúng tôi cho thêm một chữ cái nữa, đó là chữ ơ. Hãy tìm thêm 5 từ đơn và một từ phức từ những chữ cái chúng tôi vừa cho. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Mời bạn. Nổ. Đồng ý. Đồng ý. Nộ. Đồng ý. Đồng ý. Gồ. Đồng ý. Đồng ý. Gỗ. Chính xác. Chính xác. Bông. Đồng ý. Đúng rồi. Từ phức là bơ bơ.
Tôi không biết là tiến sĩ Đỗ Anh Vũ thì sẽ lý giải như thế nào, nhưng mà bản thân tôi thì tôi nghĩ là cái cụm từ này bơ bơ thì tôi chưa thuyết phục. Em có một từ khác không? Bơ bờ. Thực ra thì cả cái bơ bơ và bơ bờ thì nó cũng là cái dạng thức cấu tạo từ nó gần như nhau, tức là nó lặp lại một đơn vị của chính nó để tạo thành một cái đơn vị từ mới. Thì cái này là một phương thức cũng rất là phổ thông ở trong tiếng Việt. Thì kể cả như bơ bơ, trông cái thằng này nó cứ bơ 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 bơ, nó chả để ý gì thế này. Đấy, thì nó là đã là được áp dụng. Thì em, cái cá nhân em thì thấy là cái từ bơ bơ nó rất có nghĩa trong cuộc sống. Tôi đồng ý đơn vị bơ bơ. Tôi không đồng ý. Một từ không được. Bơ bơ. Bơ bơ. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Chấp nhận từ bơ bơ. Chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng tôi cho thêm một chữ nữa, chữ cái nữa, đó chính là chữ, xin mời. Thêm chữ ư. B, D, G, N, O, Ơ, Ư. Bạn hãy viết 7 từ trong vòng 60 giây, 7 từ phức. Mời bạn, 60 giây bắt đầu. Vỗ tay cho bạn nào. Viết được bao nhiêu từ? 8 từ anh ạ, nhưng mà sợ không đúng. 8 từ à? Nào xin mời bạn, từ đầu tiên. Dơ dở. Giang dở thì được, nhưng mà dơ dở thì... Hoặc là dở thì... Thực sự là cái đơn vị này tôi chưa nghe bao giờ cả, mà tôi cũng nghĩ cũng không nhìn thấy chứ. Ở trên gọi là sách vở... Hâm hâm thì có đúng không? Hâm hâm thì có. Cho nên là tôi... Cái đơn vị này nó chưa thuyết phục được tôi. Tôi cũng không đồng ý. Chữ tiếp theo. Bô bô. Chính xác. Đồng ý. Chính xác. Gần gợn. Gần gợn đúng rồi. Chính xác. Bồ nông. Chính xác. Chính xác. Nướng ngô. Nếu mà ngô nướng thì có ngô nướng nhưng mà tức là em đang nướng ngô trước xong rồi. Tức là nếu như mà chúng ta đồng ý cho cái cụm từ nướng ngô là một từ cố định ý, thì các nhà làm từ điển sẽ phải cho vào từ điển vô vàn các cái đơn vị như là nướng ngô, nướng sắn, nướng cá, nướng khoai, nướng thịt. Người chơi đã vào đến vòng này rồi thì kể cả ban tổ chức chương trình cũng như là ban cố vấn ý, thì là đều hướng người chơi là đến việc là tìm những cái tổ hợp từ cố định. Còn đâu nướng ngô thì nó lại là một cái cụm động từ rồi, chứ nó không phải là một tổ hợp từ cố định. Ngô nướng. Ngô nướng thì chắc chắn đúng rồi. Đồng ý. Mời bạn còn 3 từ nữa. Nông ngự. Nông ngự, xin mời. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Như vậy là nông ngự không được chấp nhận. Mời bạn. Chắc từ này cũng không đúng. Bông bóng. Đã từng có một lần trong chương trình Vua Tiếng Việt, bông bóng không được chấp nhận. Và tiến sĩ Vũ là lúc đó cũng phân tích khá là kỹ. Và tôi không đồng ý cái từ này. Vâng, tôi cũng không đồng ý từ này. Khi mà nói về con cá bống thì chúng ta chỉ dùng một từ là bống thôi, hoặc là cá bống thôi. Chứ cũng thực ra cũng chưa ghi nhận được là có một cái vùng miền nào hay là có cái tài liệu nào mà lại gọi con cá bống là con bông bống cả. Nếu như quý vị ở trường quay, quý vị có thể thấy để đưa ra một quyết định rằng là từ đó có được chấp nhận hay không, chúng tôi đôi khi mất cả tiếng đồng hồ. Đến với chương trình Vô Tiếng Việt, rõ ràng ngay từ đầu, ngay từ những số đầu tiên, chúng tôi và quý vị cũng đã có phần nào thống nhất với nhau rằng tiếng Việt cực kỳ phức tạp. Tiếng Việt rất hay, rất uyển chuyển, rất nhịp nhàng, rất phong phú và rất phức tạp. Trong khuôn khổ chương trình hôm nay là bạn Hậu đã trả lời được 4 câu. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình.
Cảm ơn bạn đã rất cố gắng, rất nỗ lực. Cảm ơn bạn, người đầu tiên viết sách về cái gì nhỉ? Công thức chơi ở vòng 4. Nhưng mà đây không phải là do sách của bạn nhầm, công thức của bạn sai, mà do chúng tôi đưa đề không phù hợp với công thức của bạn. Đồng ý không nào? Đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Vâng. Thưa quý vị, đây là chiếc cúp của chương trình tôi xin gửi tặng bạn Hậu. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an và tiếp tục quan tâm, yêu thích chương trình Vua Tiếng Việt cũng như tiếng Việt của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Vua Tiếng Việt. Chương trình được phát sóng thường xuyên vào 20 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Hãy đến với chương trình, hãy đến cùng trải nghiệm ở vị trí người chơi và hãy cổ vũ cho chương trình Vua Tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.